Chào mọi người nhá, mọi người ơi, nay mình sẽ quay giới thiệu cho các bạn mẫu ghế ba chân vàng vịn tay nóc có tay bên mình cho các bạn xem nhá. Đây là dòng ghế ba cao cấp bên mình các bạn ạ, có thể chịu được sức nặng lên đến 150 cân nhá. Đây mình 80 cân, mình ngồi ghế cũng rất chi là ok nhá, tựa lưng thoải mái nhá. Bây giờ bạn đến gần đây mình sẽ quay cho các bạn xem này. Các bạn nhìn này, cái độ tựa lưng của nó rất chi là vừa phải nhá, tạo cho ghế cho mình ngồi cảm giác thoải mái nhá. Bên dưới này, ghế bên mình có cái để chân này nhá mọi người nhá. Hàng này thì mình có sẵn cần chục màu cho các bạn lựa chọn cơ, thì tùy vào nhu cầu của các bạn có thể chọn màu sắc cho hợp lý nhá. Ghế có thể xoay được 360 độ và nâng lên hạ xuống từ 60 đến 80 cm nhá. Đây, quay qua từng màu cho các bạn xem này. Mặt của ghế là chất liệu bọc da nhá mọi người nhá. Chất liệu bọc da này. Đấy, rất chi là êm ái này. Bên mình tạo thành các đường núi cách điệu này, tạo cho ghế cảm giác sang chảnh nhá mọi người nhá. Đấy, có cái tay vịn nữa. Chân của ghế này là kim loại mạ sơn tĩnh điện màu vàng hàng nhập khẩu nhé mọi người nhé. Các bạn nhìn độ sơn của ghế rất chi là bóng và đẹp nhé mọi người. Đấy. Mình quay như thế nào thì các bạn sẽ nhận hàng y như vậy nhé. Nên mọi người cứ an tâm nhé mọi người nhé. Thôi mình giới thiệu sản phẩm một đoạn vậy thôi. Mình cảm ơn các bạn nha. Mình chào các bạn.